có sao không? Không sao. Thư đâu? Dạ, Quỷ Cốc tiên sinh, bức thư bay xuống núi rồi. Xuống đó lượm lên đi. Dạ. Trời, ông Quỷ Cốc này rõ ràng là muốn trêu chọc chúng ta mà. Làm vậy đó Tẩn, chịu đựng đi. Chúng ta đang nhờ vả người ta mà. Đi, phải nói rõ ràng một chút. Tôi không có năn nỉ ổng nhận tôi làm đệ tử. Nếu không phải chú tôi bắt đi, tôi mà phải nhìn mặt ổng, ổng đừng có mơ. Bức thư bay đâu mất rồi? Nè Nguyên, bên đó, đến bên đó. Nè, hình như là bức thư bay qua bên kia mà. Tôi biết. Sao lại đi bên này? Tôi đâu có nói đi lượm bức thư đâu. Nè Tẩn, Nguyễn Cốc tiên sinh còn có Bách Lý Đình đợi chúng ta đó. Kệ ổng, tôi đã quyết định không làm đệ tử của ổng. Nè, không phải là huynh đang đùa đó hả? Nhìn mặt tôi bộ giống nó đùa hay sao? Thật ra huynh muốn bái Nguyễn Cốc tử làm sư cũng chỉ muốn học phép kỳ môn độn giáp của ổng thôi. Hiện giờ có một người đạo thuật còn cao hơn ổng nhiều. Người đó là ai? Sư phụ của tôi, Thần Cốc tử đó. Lần trước huynh đã lãnh giáo toàn tâm thuật của ổng đó. Phải hả? Không ngại nói thật với huynh, Thần Cốc tử sư phụ tôi còn biết nhập nguyệt độn pháp, mê tân độn pháp, rất là lợi hại. Sao phải theo ông già đó học chứ? Nội tánh khó chịu ổng, phải chịu dài dài. Nhưng mà Quỷ Cốc tiên sinh lừng danh thiên hạ, nếu cho tôi lựa chọn, tôi vẫn muốn theo ổng. Được thôi, được thôi. Huynh cứ theo Quỷ Cốc tử hả? Tôi theo Thần Cốc tử, hai người đường ai nấy đi. Nè Tẩn à, huynh không nói giúp tôi, ổng sao nhận tôi được? Huynh nói cũng phải, nhưng tôi cũng đành bó tay thôi. Nè, huynh từ từ năn nỉ ổng đi. Tẩn à, thôi bỏ đi, chúng ta là bạn thân, không lý nào lại chia đôi được. Huynh đi đâu rồi tôi theo đó. Đúng rồi, theo tôi đi tìm Thần Cốc tử đi. Hả? Lần này các con đến bái ta làm sư, các con đã khéo chọn. Ta nhất định đem hết đạo thuật của mình truyền lại cho các con. Phần này là đệ tử báo hiếu sư phụ mua rượu uống. Con thật có lòng với ta. Sư phụ à, sư phụ khẩu quyết toàn tâm thuật mà lần trước sư phụ cho Tôn Tẩn làm mất rồi. Dạ, con đã làm mất rồi. Ê, không sao, không sao đâu. Thật ra học toàn tâm thuật rất phí thời gian. Nè, bây giờ ta sẽ dạy các con mê tâm độn pháp. Chỉ cần các con học dài 3 tuần là có thể vận dụng thành thục. Đến chừng đó bước ra giang hồ là có thể tự vệ được rồi. Sư phụ à, hay là bây giờ dạy tụi con chiêu đó đi. Dạ phải đó, càng nhanh càng tốt. Nè, muốn học mê tâm độn pháp trước tiên phải học treo lơ lửng trên cột. Hai đứa ráng chịu đựng ở trên đó 2 canh giờ, ta trở lại thả hai đứa xuống. Đại Quyên, Quyên à, ráng lên đi. 2 canh giờ qua mau lắm. Tôi chịu đựng được mà. Hôm nay chúng ta gặt hái được rất nhiều, hái được rất nhiều thảo dược mà còn lấy được tổ ong nữa. Cũng may là chúng ta có chuẩn bị khăn che và bao tay, nếu không cũng có lấy được tổ ong thượng hạng như vậy. Tịnh tỷ tỷ, tối nay có nước mật ong uống rồi. Uống nhiều nước mật ong có thể bổ dưỡng nhan sắc đó. Người ham đẹp nhất là muội đó. Tỷ không ham sao? Tỷ không ham đẹp thì hồi nãy đừng dùng khăn che mặt, để mấy con ong đốt để tỷ sưng mặt luôn đi. Muội không có gì giỏi, chỉ có giỏi tí lìa thôi.
Sao hai người lại bị treo trên đó? Phải ha, có lẽ họ đang gặp phải sông tặc. Ai đã phá vậy? Hai huynh không sao chứ? Không sao. Phi đao này là của hai cô. Dạ phải. Hai huynh gặp phải sơn tặc phải không? Cũng may chúng tôi phát hiện kịp thời, nếu không hai huynh sẽ mất mạng ở trên đó. Hai cô hiểu lầm rồi, chúng tôi ở trên đó luyện công thôi. Phải đó. Vậy ngại quá. Không sao đâu, dù gì chúng tôi cũng đã tập nãy giờ rồi, cũng phải nghỉ một chút chứ. À phải rồi. Phi đao này trả lại cho cô. Của tôi, cảm ơn. Không phiền hai huynh nữa, chúng tôi xin cáo từ. Chúng tôi xin cáo từ. Nè, nhìn gì nữa? Người ta đứng đây mà không dám nói tiếng nào. Có cách nào làm quen với họ không vậy? Người ta là tiểu thư đại cát, chúng ta làm quen với họ như vậy sẽ bị nói là sổ sàng, không nghiêm chỉnh, trái lễ nghi. Thấy gì ghét. Chỉ học thêm vài cuốn sách thánh hiền mà đã ta đi rồi. Chà, cho mưa đã tử. Đúng là ông trời cũng giúp tôi. Tử, đi đâu vậy tử? Thành gì cô nương? Thay vì cô nương, lấy che đi. Nếu giờ mưa thì không hay cho lắm. Cô nương. Tì tí tí, cẩn thận đó. Cô sao rồi? Không sao. Bên đó có hang động, qua đó trú mưa đi. Cẩn thận. Cũng may ở đây có hang động. Tôi nghĩ cơn mưa này chắc dài lắm. Không ngờ đứng ở đây ngắm mưa cũng rất là thơ mộng. Tấn Quyên. Tấn tí tí. Quyên. Tấn. Tấn tí tí. Quyên. Quyên không sao chứ? Không sao. Cũng may tỷ không sao, nếu không một không biết phải làm sao. Cũng nhờ công tử ở đây cứu giúp đó. Đi cái sáu. Cảm ơn Quyên. Chúng ta mau về nhà thay đồ đi, nếu không dễ bị cảm lạnh lắm. Hai vị công tử xin cáo từ. Cáo từ. Cáo từ. À chết. Quyên hỏi cô nương đó cao danh quý tánh. Cô ơi. Nè nè. Người ta đã đi xa rồi, còn đuổi theo. Trở lại luyện công đi. Sư phụ không gặp chúng ta lớn chuyện lắm đó. Không ngờ tình cờ gặp nhau, giờ đã tan thành mây khói. Đúng là số phận an bài. Nhiều lúc có diễm phúc bất ngờ chưa hẳn là tốt, không chừng sẽ gặp tai họa nữa là khác. Hả? Mới đây các người bắt chúng rồi hả? Dám gặp bọn ta? Ở thành Trúc Lâm không có ai hết. Đứng ra. Sao lại như vậy? Rõ ràng tôi đã trói chúng lên trên cây mà. Tôi có gan hùm mật gấu cũng không có dám gạt mấy vị. Sư phụ! Sư phụ! Mau lên, núp vào đi. Sư phụ! Sư phụ! Hai đứa đã luyện công xong rồi sao? Có cực khổ không? Cũng cực lắm á. Đâu có cực. Nếu trời không mưa, tụi con sẽ tập luyện thêm một lát. Sư phụ làm gì? Chuyện gì vậy? Thôi, mọi người ra đi. Thầy công tử, thì ra ông bán đứng tôi. Nè, hai kẻ này tôi giao cho các vị. Thù lao đâu? Các người định giết người diệt khẩu. Chạy vào đi.
Ta và mấy người chẳng ai được gì. Đi. Tôi không sao. Quyên à, hả? Lần này chúng ta thoát chết cũng nhờ mạng lớn. Tôi nghĩ bọn sát thủ đó chưa đi đâu. Chúng ta đợi một lát rồi hắn lên. Tẩn à, ở đây cao quá, lỡ như mà té xuống chắc chắn là xương tan thịt nát, chúng ta lại không thể leo lên được. Xem ra lần này chúng ta phải chết tại đây thôi Tẩn à. Quy, ông trời không tuyệt đường người, đợi một lát đi, nhất định sẽ có cách leo lên được mà. Thủ lệnh, chính mắt thuộc hạ nhìn thấy Tôn Tẩn té xuống vực thẳm. Cho dù ngươi không bắt sống được Tôn Tẩn, cũng phải khiêng xác hắn về cho ta. Bây giờ ta không trở về thì đáng tội gì. Thuộc hạ lập tức đi tìm xác của Tôn Tẩn về. Không cần, ta sẽ cho người khác giải quyết chuyện này. Thủ lệnh tha mạng. Điều lệnh của ta, quyết bắt cho được Tôn Tẩn về. Dạ. Quyên à, xem ra chúng ta phải đợi kiếp sau mới gặp lại. Uổng công tôi 10 năm đèn sách, ôn sách chí lớn, những tưởng là mai này được phát huy sở trường, ai ngờ chưa từng lừng danh khắp bốn phương thì phải chôn thân ở biển cả này. Không lẽ trời tuyệt đường tôi? Trong lúc này huynh còn nghĩ đến chuyện thăng quan tiến chức. Không lẽ huynh không cảm thấy chưa hoàn thành tâm nguyện mà đã chết là không có đáng thì sao? Thật ra chính tôi đã làm liên lụy huynh. Đám người đó chỉ muốn truy sát tôi thôi. Trong lúc này mà còn quán trách ai được? Hai chúng ta không thể quán trách ai. Quyên à, tôi có người bạn tốt như huynh thật là không uổng. Người xưa hay nói đời người có một tri kỷ, chết không ân hận. Tôi và huynh chơi từ nhỏ đến lớn, hay là chúng ta kết nghĩa huynh đệ, sau này trên đường hoàng truyền cũng giúp đỡ nhau được. Được thôi. Hoàng thiết tại thượng, tôi Tôn Tẩn xin kết nghĩa huynh đệ với bàn Quyên. Nếu lần này đại nạn không chết, sau này có sách cùng học, có võ cùng tập, quả phúc có nhau. Nếu có tư tâm ruột nát thúi gan mà chết, tôi bàn Quyên xin thề với trời bằng lòng kết nghĩa huynh đệ với Tôn Tẩn. Nếu lần này đại nạn không chết, sau này nhất định có phước sẽ cùng hưởng, có nạn sẽ cùng gánh. Nếu có tư tâm trong tên xuyên tâm mà chết. Tẩn Quyên. Tẩn cứu tôi ơi, cứu tôi. Tẩn, huynh tỉnh rồi hả? Chúng ta thoát chết rồi, cũng nhờ hai vị cô nương này cứu chúng ta nè. Thì ra là hai cô. Đúng là trái đất tròn đây đâu cũng gặp. Tình tỷ tỷ, tỷ và huynh ấy có duyên quá. Chân của tôi. Nè, huynh đừng cử động nhiều, chân của huynh bị đập mạnh vào đá nên bị thương. Liệu có bị gãy không? Không đâu, chỉ cần chăm sóc cẩn thận, năm mai sẽ hồi phục. Huynh yên tâm đi, Tình tỷ tỷ rất giỏi về y thuật, chân của huynh nhất định sẽ không bị què đâu. Nhưng bây giờ trên thuyền không có thuốc, đợi lên bờ rồi tôi sẽ đi hút thuốc cho huynh.
Vậy làm phiền cô. Cảm ơn cô. Không có gì. À phải rồi, chẳng hay hai huynh tên họ là gì? À, tại hạ là Bàn Nguyên, còn đây là Tôn Tửng, huynh đệ kết nghĩa với tôi. Thì ra là Tôn Công Tử, Bàn Công Tử. Tiểu nữ là Tư Mã Tịnh. Tiểu nữ là Thuần Du Kiệt. Thật ra cha của Tịnh tỷ tỷ là đại phu. Thì ra Tư Mã đại tiểu thư, thật là thất lễ. Tiểu thư, tiểu thư. Đại ca. Thuần Du tướng quân tìm tôi có chuyện à? Chúng ta ra ngoài hẳn nói. Được. Tôn Công Tử nghĩ cho khỏe nha. À, làm phiền cô. Tấn à, lúc ở trong ngục á, người đàn ông đó đã dò la thân phận của huynh. Thì ra là hắn. Quyên à, nơi đây không thể nán lại lâu. Nhưng mà huynh đang bị thương, sao có thể đi được? Đừng nói nhiều nữa, mau dìu tôi đi. Đi. Cẩn thận nghe. Cha tôi bị bệnh nè. Phải, cha cô đột nhiên ngã bệnh. Tôi nghĩ cô nên mau chóng trở về. Kìa nè, mời giúp tỷ kêu chủ tử mau tấp vào bờ đi. À phải, hai công tử trong đó là ai vậy? À, tôi thấy họ trôi trên biển nên đã cứu họ. Vì Tôn công tử đó còn bị thương ở chân. Tình tỷ tỷ, hai vị công tử đó lấy thuyền của đại ca bỏ đi rồi. Uổng công chúng ta đã cứu họ, đi cũng không từ biệt. Kêu chủ thuyền đuổi theo họ hỏi cho rõ đi. Bỏ đi kìa, ban ơn không mong đền đáp. Hơn nữa chúng ta còn phải về coi cha thế nào. Tịnh, con về rồi hả? Nhi nương, bệnh của cha con thế nào rồi? Xem ra rất nặng. Vậy đại phu nói cha con bệnh gì? Đại phu nói trong lòng của cha con có vấn đề. Vào trong gặp cha con rồi hãy nói. Dạ. Cha. Ơi, Tịnh ơi, con về rồi hả? Cha. Cha đang bị bệnh, đừng cử động nhiều. Cha uống thuốc đi cha. Đây là gì vậy? Đại phu nói trong lòng cha bất an nên con hút thang thuốc cho cha. Con đâu có phải đại phu, sao biết hốt thuốc cho cha vậy hả? Bao năm qua con tự tìm tòi y thuật, cha nói vậy tức là không tin con rồi. Cũng không phải. Không phải là được rồi. Mà uống đi, uống rồi bệnh của cha sẽ khỏi ngay. Uống đi cha. Nước gì sao ngọt ngọt như nước đường vậy hả? Thật ra đây là nước mật ong đó. Trời ơi, Tịnh con hư quá. Dám chọc ghẹo cha có phải không hả? Cha còn nói nữa, tại cha chọc ghẹo con trước mà. Cha đã thông đồng với nhiều người để gạt con là cha bị bệnh. Thật ra cha cũng không đành lòng gạt con. Nhưng mà con đòi đi hái thuốc, mỗi lần đi là mất cả tháng trời. Cha rất là lo cho con. Cha không biết con đang ra sao. Nếu không gạt con cũng đâu chịu về. Lần sau đừng có gạt con nữa, làm con sợ quá. Không biết cha bị bệnh có nặng không? Vậy cũng tốt. Ít ra thì cha cũng biết con quan tâm tới cha. Tư Mã đại phu, thuộc hạ điều tra được Tôn Tẩn đích thực là con cháu của Tôn Võ. Hơn nữa đã ở ẩn tại nước Tề mười mấy năm. Vậy ngươi có biết Tôn Tử binh pháp có phải nằm trong tay Tôn Kiều không? Thuộc hạ vẫn chưa điều tra được. Hay để thuộc hạ trà trộn vào nhà của hắn điều tra cho rõ. Không cần. Nếu hắn không chịu nói, người điều tra cách nào cũng vô ích. Hai vị lén la lén lút, chẳng thà nói thẳng sự việc, tới nhà hỏi thăm. Hai vị đến hàng xá chẳng hay có chuyện gì, xin hỏi Tôn Tửng là người thân gì của ông? Là cháu tôi. Án mạng mà lần trước cháu tôi vướng phải điều tra rõ là không có liên quan. Tôi đến đây không phải vì chuyện này. Hả? Là vậy. Hôm qua không biết vì sao cháu ông đã trôi trên biển. Cũng may là nhờ tiểu nữ cứu giúp. Nhưng mà chân cậu ấy bị thương, không tiện đi lại. Cho nên tôi đến đây để báo với ông. Tôn Tẩn nó bị thương, bây giờ ra sao rồi? Tôi cứ tưởng cậu ấy đã trở về nhà. Bộ cậu ấy không có về đây sao?
không biết Tôn Tẩn nó bỏ đi đâu rồi. Ông không cần phải lo, cháu ông phước lớn mạng lớn nhất định không sao. À, cảm ơn hai vị đã đến báo, chỉ là chuyện nhỏ, đừng nên khách sáo. À phải, Kiều huynh, nghe nói huynh kiếm sống bằng nghề buôn bán, đó chỉ là buôn bán nhỏ, kiếm chút đỉnh sống qua ngày thôi, vậy đúng là không trọng nhân tài. Nước Tề hiện nay cầu tài nhược học, nếu như Kiều huynh chịu cống hiến cho triều đình, nhất định sẽ làm nên đại sự. Tư Mã đại phu quá khen rồi, tôi đây có tài đức gì, Kiều huynh không nên khiêm tốn quá. Nhớ năm xưa Lệnh Tôn vốn là đại tướng quân nước ta, ông dũng binh như thần, Kiều huynh nhất định cũng biết được tinh túy của Tôn Tử binh pháp. Nếu như huynh bằng lòng cống hiến cho triều đình, nhất định sẽ phát huy được sở trường. Tư Mã đại phu thật khéo nói đùa. Tuy rằng tôi mang họ Tôn, nhưng mà không phải là con cháu của Tôn Võ. Không giấu gì ông, gia phụ chẳng qua chỉ là một người bình thường kiếm sống bằng nghề nông. Kiều huynh, tại sao huynh còn phải giấu giếm? Thật ra cảnh ngộ của Kiều huynh hạ quan biết rất rõ. Kiều huynh ở nước Tề sống ẩn vật đó mười mấy năm, chẳng qua cũng chỉ vì sợ có kẻ tước đoạt Tôn Tử binh pháp. Thay vì như vậy, tại sao không danh chánh ngôn thuận đem Tôn Tử binh pháp dâng cho Thầy Vương? Làm như vậy, một là sau này con cháu của họ Tôn không cần trốn chui trong nhũi, thay tên đổi họ. Hai là tâm nguyện của Lệnh Tôn có thể phát dương quang đại. Tư Mã đại phu, thật sự tôi không phải là con cháu của Tôn Võ, khiến hai vị đi không một chuyến thật là ngại quá. À, nếu nói như vậy, có lẽ hạ quan đã nhầm lẫn. Nhưng mà dù sao đi nữa, cũng mong Kiều huynh suy nghĩ lại. Cáo từ. Xin mời. Lão gia, sao rồi? Họp về rồi à? Tư Mã đại phu này dường như nắm rất rõ về chuyện của chúng ta. À, liệu ông có tin những lời nói của ông không? Cho dù ông không tin chúng ta cũng không cần phải sợ. Dù gì ông cũng là đại thần của triều đình, ông không dám làm bậy đâu. Vì quân binh pháp này mà chúng ta lúc nào cũng phải sống trong cảnh phập phòng lo sợ. Những ngày tháng này mới đây đã mười mấy năm rồi. Phu nhân, thật là khổ cho phu nhân quá. Tôi không có lo gì, tôi chỉ lo cho Tôn Tẩn thôi. Xem ra Tôn Tẩn không có theo Quỷ Cốc tiên sinh. Tôn Tẩn thật sự quá ngạo mạn. Nhưng mà Quỷ Cốc tiên sinh đoán chuyện như thật, ông đã hứa nhận Tôn Tẩn làm đệ tử, nhất định có cách lo cho nó. Không ổn rồi, tôi đi không nổi nữa. Bây giờ chân của tôi đau quá. Ráng chịu đựng chút nữa đi. Tôi biết đằng trước có đại phu chữa bệnh, tôi đưa huynh đến tìm ổng. Chịu đựng chút nghe. Sắp tới rồi. Đại ca, chân của huynh ấy bị thương rất nặng, xin hỏi đại phu có ở trong đó không? Đại phu Trọng á, vô Trọng đi. Cảm ơn. Đại phu, đại phu à, chân của bạn tôi bị thương rất là nặng, đại phu làm ơn chữa cho huynh ấy đi. Huynh sao thầy Tẩn? Không ổn. Dạ mau đi. Không ổn, chân tôi đau quá. Không biết đâu, dạ mau đi, sắp đuổi đến nơi rồi. Đi, cảm ơn anh.
chịu đau chút nha. Tấn à, cẩn thận nghe. Ê, có sao không? À, ông chủ à, còn phòng trọ không? Xin lỗi người khách quan, cái phòng trọ ở đây có người hết rồi. Hả? Ông chủ à, hãy lấy phòng trọ của tôi nhường cho hai cậu trai trẻ này đi. Quỷ cốc tiên sinh kìa. Quy, mau đi với tôi. Nè, mới nhìn thấy sư phụ thì vội bỏ đi sao? Quy, dìu tôi đi đi. Nè, chân đang bị thương làm sao mà đi được chứ. Đưa cậu ấy vào phòng của tôi để tôi bó thuốc cho. Quy, mặc kệ ông, chúng ta đi. Quy cốc tiên sinh, cảm ơn ông. Không có gì. Tấn Quyên, tỉnh rồi hả? Chân của tôi, ủa, ông muốn sao đây? Nè Tấn, đừng có vậy mà. Nhờ quỷ cốc tiên sinh nối xương lại giùm cho huynh á, nếu không á huynh trở thành kẻ què rồi. Ổng mà tốt vậy sao? Quy, chúng ta đi. Ê, nằm yên đó đi. Tôn Tẩn, con muốn đi thì cứ việc đi, nhưng đừng nói sư phụ không nhắc nhở con. Bây giờ ở ngoài đâu đâu cũng nguy hiểm, thầy sợ con bước ra ngoài là mất mạng liền đó. Sao ông lại biết? À, sát thủ mặt nạ đó là do ông giết phải không? Quỷ cốc tiên sinh. Tấn à, theo tôi nghĩ huynh nên nghe tiên sinh nói, tạm ở lại đây. Nghe ông nói hả? Ở lại đây? Ừ. Sớm muộn gì cũng chết thôi. Vậy ý của huynh muốn... Không được, mau rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Quý đại ca, chết rồi. Người cũng to gan quá, quan sai cũng dám đánh hả? Dạy vậy. Nè, làm gì hả? Quý đại ca, tôi muốn gặp Tôn Tẩn. Tự vô tìm đi. Cảm ơn quý. Tẩn. Nè Quy, tôi ở đây. Tẩn. Nè, ông già đó đâu? Quynh nói quỷ cốc tiên sinh hả? Ừ. Tôi cũng không biết. Sau khi Quynh bị bắt, tôi không nhìn thấy ổng nữa. Rốt cuộc cũng lánh xa được ổng ha. Vì lánh xa quỷ cốc tiên sinh mà phải gặp nạn lao ngục có vẻ không đáng. Nè, Quynh định ở đây bao lâu? Tôi không giết người phóng hỏa. Tôi nghĩ khoảng 10 ngày thôi à. Vậy cũng không phải lâu lắm. Từ từ mà đợi ha. Ừ. Không biết ông phạm tội gì vậy? Chắc là đánh Quang Minh rồi. Có lẽ không phải đâu. Ê trời, kìa sao kỳ vậy? Chết đã chú đáo. Quỷ cốc tiên sinh, còn gì sao bảo nữa không? Hết rồi, ra ngoài đi. Dạ. Thầy và con thật sự rất có duyên, đi đến đâu cũng gặp được con. Chuyện gì vậy? Nè, trong lúc này chỉ có huynh mới cứu được tôi thôi à. Làm sao mà tôi cứu được huynh? Tôi đâu phải là quan.
Nghĩ cách gì đi. Càng nhanh càng tốt. Mau lên đi. Đi đi. Vậy cũng không được. Nghĩ cách hả? Có cách gì đây? Làm sao có cách chứ? Tôn Tẩn lần này huynh phải... Biết trước có ngày này thì không nên làm vậy. Bây giờ mới biết tai họa lao ngục không phải là dễ chịu. Ở trong này cũng được tiếp đãi chu đáo, có gà có thịt, xem ra cũng được chứ. Ông được ăn ngon như vậy chắc chắn là đưa hối lộ rồi. Thật không biết liêm sỉ. Minh Đại ca, đến thả tôi ra phải không? Vậy thả ngươi, ăn cho lẹ đi, ăn rồi lên đường. Lên đường. Lên đường. Thức ăn cũng ngon quá chứ, không biết làm sao mà có đây. Tôi không phải là kẻ vô liêm sỉ như ông đâu. Làm sao mà có? Được ăn rồi ráng ăn đi nha, làm mà no đỡ hơn mà đói. Quý đại ca, quý nói gì kỳ vậy? Tôi chỉ đánh quan binh chứ đâu có giết người. Vậy mà cũng xử trảm hả? Ta không biết, đừng hỏi ta. Cũng tới giờ rồi đó, sắp lên đường rồi. Đã rồi. Mở cửa đây. Đây. Tôi không muốn chết. Tôi lòng tôi không muốn chết. Đi đi. Quý công tiên sinh, cứu tôi đi. Quý công tiên sinh, cứu tôi với. Quý công tiên sinh. Đây. Thay vì Minh Đại ca, tôi tên Tôn Tẩn, người lần trước đánh quan binh một đống đó, không lẽ nghiêm trọng đến nỗi phải bắt tôi đi xử trảm? Hả? Tôi muốn gặp quan lão gia của mấy người đó, mấy người không thể xem mặt người như quỷ rác nữa. Quỷ xuống nhiều quá. Ở đó chờ hành hình đi. Minh Đại ca, từ lòng tôi không muốn chết, tôi vô tội, tha cho tôi đi. Minh Đại ca, Minh Đại ca, Minh Đại ca. Tôn công tử xin đứng lên. Tư Mã cô nương. Chân của huynh đã khỏi chưa? Đã khỏi rồi. Cảm ơn cô đã quan tâm. Hồi nãy không làm huynh hoảng sợ chứ? Thì ra là do hai cô sắp xếp. Lần trước huynh đi không từ biệt, lần này dọa huynh coi như là sự trừng phạt đó. Được. Bây giờ tôi đi được chưa? Được. Huynh cứ đi đi. Bạn huynh đang đợi huynh ở ngoài đó. Xin cáo từ. Nè, chưa được xét xử mà huynh được thả ra, huynh không cảm thấy lạ sao? Cô là thiên kim của Tư Mã đại phu, người xưa nói quan nể tình quan, muốn thả một thường dân không ra gì như tôi thật sự dễ như trở bàn tay vậy. Nhưng mà lần này cô đã giúp tôi, bây giờ cô lại bày kế hù dọa tôi, coi như là què nhau. Cáo từ. Khoan đi đã. Còn chuyện gì nữa? Tình tỷ tỷ, người ta không muốn mang ơn tỷ, thôi thì cứ để huynh ấy vào trong ngục để biết mùi vị của ngục tù. Tôi thì không sao, tôi chỉ phạm tội nhẹ thôi, cùng lắm chỉ bị nhốt mười mấy ngày. Tôi đâu nhất thiết phải mang ơn hai cô. Trói tôi vào đi. Tôn Tẩn huynh đúng là kẻ vô tình vô nghĩa. Cho dù lần này huynh không muốn mang ơn Tình tỷ tỷ, nhưng mà huynh còn nhớ lần trước trên biển ai đã cứu sống huynh không? Cô đã cứu tôi, sau này tôi nhất định sẽ đền đáp. Cáo từ. Tình tỷ tỷ, nếu muội là tỷ, muội sẽ không giúp cho hắn. Bỏ đi, đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Hình như tỷ có tình cảm tốt với hắn. Đừng có nói bậy bạ. Tốt nhất là không phải, mùi chỉ sợ tỷ trao lầm tình. Quyên à, Quyên nghĩ Tư Mã Tịnh có đi theo không?
Theo tôi nghĩ á, Tư Mã cô nương sẽ không đi theo đâu. Huynh đa nghi quá thôi. Thôi không được, cẩn thận đề phòng thì sẽ tốt hơn. Cẩn thận một chút. Nếu như người ta muốn hại huynh thì đâu có cứu huynh ra. Huynh nói mục đích của họ là vì binh pháp gia truyền của nhà huynh. Nếu vậy thì họ có thể dụng hình ép cung. Huynh còn nói nữa, tất cả cũng tại huynh. Nhờ ai không nhờ, nó nhờ cổ nó giúp tôi. Nè. Thôi bỏ đi bỏ đi. Nếu không nhờ cổ giúp, chắc tôi cũng khó mà thoát thân. Tấn à, thật ra sao huynh phải nghĩ đủ mọi cách để lánh xa Quỷ Cốc tiên sinh vậy? Huynh đừng hỏi, tôi biết trong lòng huynh rất muốn đến Quỷ Cốc học võ phải không? Phải đó. Hả? Đúng vậy, thật lòng tôi rất muốn đến đó học võ. Nhưng mà chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, nếu như huynh không đi tôi cũng không đi đâu. Tôi đã từng nói có sách thì cùng học, có võ cùng tập mà. Hay, không hổ thẹn là huynh đệ của tôi. Dậy đi, dậy, dậy. Chuyện gì? Huynh ngửi được gì không? Sao thơm quá vậy? À, phải ha, thơm quá. Cha ngửi rồi thấy nó bụng dữ. Ừ, ra ngoài coi đi. Sao thức sớm vậy? Sao được thả ra sớm vậy? Tôi đâu phải phạm nhân, muốn ra lúc nào mà không được chứ. Chẳng qua lão phu mua chuộc bọn họ cho lão phu vào ở tạm vài ngày thôi. Không phải như người ta tự cho mình là thông minh, muốn vào đó nên ra tay đánh quan binh. Đúng là ngốc. Tôn Tấn, con đã quỳ lại bái ta làm sư phụ thì là đệ tử của ta rồi. Hãy ngoan ngoãn theo thầy về Quỷ Cốc đi. Tôi sẽ không đến đó đâu. Dù ông có đánh chết tôi cũng không về. Tấn, Tấn à. Khắp cả thiên hạ này biết bao nhiêu người muốn làm đệ tử của ta, ta vẫn không ngó ngàng tới họ. Không sai, trí chất của con rất tốt, có thể cho là một nhân tài, nhưng cũng đâu phải cần đuổi theo con để giữ con làm đệ tử. Tại sao còn đeo theo tôi như là con ma nhất dưỡng vậy? Ta chỉ nể tình vì trước đây ông coi là bạn thân của ta thôi. Cuốn binh pháp này là tâm huyết cả đời tôi. Đúng ra tôi phải tận tay hủy diệt nó, nhưng mà tôi không đành lòng. Tôn Võ Quỳnh, một khi cuốn binh pháp này của Quỳnh lộ thế, e rằng sẽ dẫn đến sự phân tranh khôn lường trong thiên hạ, thậm chí sẽ liên lụy đến cả đời sau. Tôi biết Quỷ Cốc huynh, tôi có một yêu cầu nhỏ. Hy vọng sau này huynh sẽ trợ giúp cho con cháu của tôi đem cuốn binh pháp này dâng cho quân chủ hiện năng để nó phát dương quang đại. Được, tôi hứa với huynh. Còn lá thư này là chú con nhờ con đem cho ta, con hãy coi đi. Nếu không tại chú con năn nỉ hết lời, ta không dễ dàng cho con làm đệ tử đâu. Sư phụ, đệ tử biết lỗi, xin thầy tha thứ cho con. Đứng lên đi. Dạ. Tốt rồi Tấn, chúng ta có thể đến Quỷ Cốc. Nè, tôi đâu có nói là dẫn cậu theo. Cậu về nhà đi. Quỷ Cốc tiên sinh, con thật lòng muốn bái ông làm sư, xin ông cho con toại nguyện. Cậu tưởng tôi là kẻ tùy tiện nhận đệ tử sao? Tôn Tấn, chúng ta đi. Quỷ Cốc tiên sinh, Quỷ Cốc tiên sinh, con cầu xin ông, con cầu xin ông. Sư phụ, bà Nguyên có tính hiếu học, hơn nữa tụi con đã từng thề có sách cùng học, có võ thì cùng tập. Dạ phải. Quỷ Cốc tiên sinh, xin cho con được toại nguyện. Được thôi,
tôi sẽ cho cậu theo. Tạ ơn sư phụ. Nè, khoan gọi tôi là sư phụ. Tôi chỉ nhận lời cho cậu theo tới quỷ cốc, chứ không nói là nhận làm đệ tử đâu. Vậy nếu cậu nhất quyết theo chúng tôi đến quỷ cốc, được, làm người ở trước đi. Chịu hay không tùy cậu, tôi không miễn cưỡng cậu. Được, tôi chịu. Tạ ơn quỷ cốc tiên sinh. Quỷ cốc nếu học nghệ chưa thành thì không thể tự nguyện xuống núi. Bàn Quyên, nếu bây giờ cậu muốn trở về vẫn còn kịp đó. Bàn Quyên nhất định sẽ lấy lòng thành, đợi đến khi quỷ cốc tiên sinh chịu nhận con. Nếu học nghệ không thành, còn thà chết trong cốc. Tất cả những tảng đá này đều sắp xếp theo phương vị ngũ hành, trước và sau có thứ tự, chỉ cần đi sai một bước thì chết không toàn thây. Time.